Ây da. Biết thế lắp con 360 sớm hơn tí nữa thì có lẽ không phải đi sơn lại chỗ này anh em ạ. Đấy. Thì cũng chỉ vì là lái xe cũng mới lái, với lại là cái đường vào trong ngõ của anh chủ xe thì nó cũng hơi hẹp một chút, nên là đi chiều tối về đấy, không căn được cái là quệt ngay vào tường. Nhưng mà bây giờ có 360 rồi, yên tâm nhé. 360 góc nào mà gọi là bị khuất ấy, bật 360 cái quay hết đằng trước lại luôn, kể cả cách 5-10 phân anh em quan sát được luôn. Anh em chỉ cần đi 1-2 hôm là quen 360 thì cái việc mà va chạm xước quệt vào tường này thì nó cũng sẽ hạn chế đi rất là nhiều. Với những anh chị em nào mà vừa lái xe xong, vừa mới học lái xe và vừa mới lấy xe xong và đi cảm giác chưa quen và chưa vững tay lái thì nên lắp đặt và bổ sung thêm những cái bộ camera 360 hỗ trợ cho anh em lái xe rất là an toàn, rất là tốt, và đặc biệt là bảo vệ chiếc xe của mình nó không bị va chạm, không bị va quệt nhiều. Đấy, đấy là cái tác dụng của 360 anh em nhé.